Thưa quý vị, trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 31 tháng 12 mà chúng tôi vừa cập nhật. Vụ lộn xộn trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khi phiên tòa liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam, đang diễn ra hôm 29 tháng 12 khiến dư luận bức xúc. Vụ lộn xộn là một tiền lệ nguy hiểm ngay trước cổng công đường, đòi hỏi sự quyết liệt điều tra xử lý của cơ quan chức năng. Bài viết Vụ lộn xộn trước cổng công đường, tiền lệ nguy hiểm trên fanpage Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 500 bình luận và hơn 70 lượt chia sẻ. Trong đó, một bạn đọc đã bình luận rằng: "Đến tòa là để đòi công lý, mà người dân bị tấn công ngay cổng thì khi nào mới đến được công lý?" Có bạn đọc khác nêu quan điểm rằng: "Tôi rất tin Bộ Công an pháp luật Việt Nam nghiêm minh." Và một bạn đọc khác lại bức xúc rằng: "Vô pháp vô thiên, là một công dân Việt Nam tôi vô cùng phẫn nộ." Theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Bình Thạnh xác nhận, khuya ngày 30 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, ngụ quận 1, do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1996, quê Gia Lai, trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn tới tử vong. Bài viết bắt khẩn cấp cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở Bình Thạnh được đăng tải trên plo.vn và đã nhận được nhiều phản hồi bức xúc của bạn đọc. Một bạn đọc bình luận rằng: "Con ruột của mình mà không bảo vệ được." Một bạn đọc khác thì chia sẻ luật: "Không nuôi được thì để mẹ cháu nuôi, sao lại tiếp tay với người tình để đánh đập chính con ruột của mình đến chết. Thật tàn nhẫn, mong pháp luật nên xử thật nặng vào để cho bé ra đi được thanh thản." Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.